Sau đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về giải tán các tụ điểm cà phê đường tàu, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận huyện xử lý nghiêm vi phạm an toàn đường sắt. Tại cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, cử tri quận 9 nêu bức xúc, nhiều cán bộ có sai phạm nhưng lại không bị xử lý một cách nghiêm khắc. Ô nhiễm không khí khiến số người mắc bệnh về đường hô hấp tăng mạnh. Nhiều bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng quá tải. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri quận 9. Quận 9 cũng là nơi mà người dân có nhiều bức xúc liên quan đến những sai phạm đất đai của thành phố Hồ Chí Minh, như sai phạm tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong buổi tiếp xúc này, các cử tri đặc biệt quan tâm đến vấn đề sai phạm về tham nhũng, sai phạm của cán bộ. Một trong những điều khiến cử tri quận 9 bức xúc tại cuộc tiếp xúc lần này chính là nhiều cán bộ có sai phạm nhưng lại không bị xử lý một cách nghiêm khắc. Cử tri cũng đưa ra ví dụ sai phạm của ông Tất Thành Cang. Dù được kết luận có sai phạm nghiêm trọng, nhưng đến thời điểm này, ông Tất Thành Cang vẫn còn là đại biểu Hội đồng Nhân dân. Điều này khiến các cử tri mất niềm tin. Bên cạnh đó, liên quan đến vụ chiếm nhà trái phép ở số 29 Nguyễn Bình Khiêm, được thực hiện bởi hai cán bộ thành phố là ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân quận 4 và ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên trường nghiệp vụ kiểm sát, cũng là vấn đề khiến các cử tri bày tỏ những quan ngại về sự tha hóa trong cán bộ. Các cử tri kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến đến nghị trường Quốc hội tại kỳ họp sắp tới về việc xử lý nghiêm các cán bộ có sai phạm, quyết liệt trong phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó cũng cần xem xét lại tư cách chính trị, phẩm chất của các đại biểu Quốc hội, từ đó lấy lại niềm tin của nhân dân. Sau đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về giải tán các điểm chụp ảnh ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các quận, huyện xử lý nghiêm vi phạm an toàn đường sắt, hoàn thành trước ngày 12 tháng 10. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, những nơi có đường tàu chạy qua phải chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện các vi phạm. Ngoài ra, để chủ động kiểm soát tiến độ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải, Cơ quan Thường trực Ban An toàn Giao thông thành phố kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của Ủy ban Nhân dân các quận, huyện báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng đang diễn biến phức tạp. Nhưng người dân và du khách hiếu kỳ, đặc biệt là người nước ngoài, tụ tập đông người để chụp ảnh, đứng ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt. Mới đây nhất, ngày 6 tháng 10, tàu LP5 xuất phát từ ga Hà Nội đi Hải Phòng đã phải dừng khẩn cấp để chờ nhiều du khách di chuyển ra khỏi đường ray. Đoạn qua phố cà phê Phùng Hưng mới có thể tiếp tục hành trình. Thông tin về việc Hà Nội sẽ cấm kinh doanh cạnh đường sắt đã nhận được rất nhiều ý kiến từ người dân. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ để đảm bảo an toàn cho khách hàng, rất nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC. Đứng trước thông tin Bộ Giao thông Vận tải cấm kinh doanh cạnh đường tàu, giới trẻ đến check-in trong vài ngày gần đây lại tăng hơn và nhiều người không khỏi tiếc nuối. Thật ra thì nếu mà bị dẹp thì cũng cảm thấy hơi đáng buồn, bởi vì là cũng đem lại được cái doanh thu cho những người xung quanh dân ở đây ấy. Thế nhưng mà mình sẽ có một cách nào đấy để làm cho mà vẫn có thể tồn tại được mà không nguy hiểm được thì chị nghĩ là sẽ tốt hơn. Thật đáng tiếc nếu các quán cà phê này bị đóng. Theo quan điểm của tôi, địa điểm này rất thu hút khách du lịch, nhưng mọi người đến đây nên có trách nhiệm với tính mạng của mình. Những hộ dân xung quanh khu vực này, họ cho rằng việc kinh doanh đã giúp khu vực từ một nơi không được xã hội đón nhận, biến thành một địa điểm du lịch hấp dẫn du khách. Và hơn hết, việc kinh doanh đã cải thiện được cuộc sống của người dân nơi đây. Cái di rời và cái dự án này, tức là phải nhà thì lùi vào, nhà lùi ra cũng bao nhiêu lần, khai bao nhiêu lần này khác, nhưng mà rồi lại làm im. Thế bây giờ gọi là cái dự án treo, chứ đã đâu vào mới đâu đâu, chưa đâu vào mới đâu cả. Đâm ra dân rất là bức xúc, vẫn phải sống ở đây. Mà ở đây thì phải tồn tại, mà đã tồn tại phải có cuộc sống ổn định. Không có công ăn việc làm thì tự thân vận động người ta phải làm. Còn một khi mà ở trên đã
có những công văn hoặc là giải tỏa hoặc là di dời thì ở đây cũng rất chấp hành, bởi vì ở đây toàn bộ là cán bộ công nhân viên nhà nước. Mặc dù không phủ nhận hình thức kinh doanh này gây mất an toàn khi có tàu chạy qua, nhưng nó cũng gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Một số chuyên gia du lịch và giao thông cho rằng trên thế giới họ vẫn giữ mô hình để phát triển du lịch, hoặc Hà Nội nên giữ nét độc đáo cà phê đường tàu và có thêm các biện pháp đảm bảo an toàn thay vì ngăn cấm. Khảo sát thực tế vị trí nào có hành lang đủ an toàn thì có thể cho tồn tại các quán cà phê và lấy ý kiến người dân, chuyên gia để có hướng xử lý phù hợp. Những ngày vừa qua, câu chuyện Hà Nội đề xuất đặt ga ngầm C9 cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và giới chuyên gia. Xung quanh vị trí đất ga ngầm này hiện vẫn còn rất nhiều ý kiến tranh cãi. Trong đó, một số nhà chuyên môn cho rằng việc đặt ga ngầm chưa hợp lý, gây lãng phí, có thể ảnh hưởng xấu tới các di tích quanh khu vực Hồ Gươm và gây ách tắc giao thông. Lo ngại về việc ga C9 Hồ Hoàn Kiếm sẽ làm ảnh hưởng tới các di tích lịch sử, di sản văn hóa, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội cho rằng phương án thiết kế này chưa phải là phương án tối ưu. Vấn đề không nên tập trung vào một chỗ mà chúng ta phải mở rộng cái diện là sinh hoạt đi bộ. Do vậy là ga ngầm C9 cũng như tất cả những ga ngầm ở khu trung tâm bao giờ người ta có những cái bán kính từ 300 đến 400 mét để mở rộng cái không gian đi bộ từ ga vào những cái nơi mà sinh hoạt công cộng tập trung. Do vậy là việc đặt ga ngầm C9 ở đây là hoàn toàn sai lầm về mặt quy hoạch đô thị, về mặt cái dung lượng tiếp đón cũng như về những cái sinh hoạt công cộng. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cũng cho biết đã nhiều lần một số kiến trúc sư có ý kiến đưa vị trí ga đùi xa hồ để tạo ra những giá trị đô thị mới và bảo tồn nguyên vẹn không gian Hồ Hoàn Kiếm. Hà Nội đã thành công trong việc tổ chức không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và vùng lân cận, làm nên sự hài hòa trong bức tranh đô thị. Nhưng nếu xây ga C9 bên cạnh hồ sẽ làm tăng lưu lượng người và phương tiện, như vậy là mâu thuẫn với mục đích của việc tổ chức không gian đi bộ là tạo một không gian tĩnh ở trung tâm thủ đô. Tôi biết rằng là trong một không gian đô thị thì cũng có những cái nơi mà rất phải thu hút mọi người đến để là thương mại và hoạt động. Nhưng cũng có những cái không gian mà con người ta phải chắt chiu nó lại để có một chút tĩnh lặng. Thì cái Hồ Gươm đấy là cái mảnh đất cuối cùng của cái khu trung tâm đô thị là có mặt nước, có những cái không gian cảnh mà kiến trúc cảnh quan lịch sử làm cho con người ta trở nên tĩnh lặng hơn. Cho nên là nếu mà trộn cái sự tĩnh lặng và cái sự xô bồ, trộn cái sự mà nhu cầu là và có mức độ vừa phải với cái mức độ quá mức thì đây là một sự mâu thuẫn mà không thể giải quyết được. Từ khi có thông tin về Hà Nội sẽ xây ga ngầm C9, nhiều người dân Hà Nội háo hức mong chờ. Tuy nhiên, dù chờ đợi những thay đổi khi có tuyến ga ngầm C9 để phố của Hà Nội thêm văn minh hiện đại, nhưng không ít người cũng vẫn còn những băn khoăn về một Hà Nội nghìn năm văn hiến. Đấy là cũng đều là mọi người dân đều có cái ý nghĩ và có cái coi là cũng lên tiếng là như vậy. Làm sao mà vừa để thuận lợi cho thi công, vừa tiện lợi cho cái công trình để phải đáp ứng được cái hiệu suất cao nhất, vừa không ảnh hưởng được đến các cái nền coi như là nói chung là cổ của cha ông để lại. Được biết mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 3 tháng 10 về phương án thiết kế thi công nhà ga C9 thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2. Văn bản của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nêu rõ, Bộ đã nhiều lần có văn bản góp ý trong 10 năm yêu cầu thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu các phương án bố trí nhà ga, tịnh tiến thân ga về phía đông đường Đinh Tiên Hoàng nằm ngoài khu vực bảo vệ của hai di tích lịch sử danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt là Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Vì vậy, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục đề nghị thành phố Hà Nội điều chỉnh hướng tuyến, vị trí nhà ga và các công trình phụ trợ để không gây ảnh hưởng bất lợi đối với các di tích, tuân thủ luật di sản văn hóa. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong 4 ngày qua, hàng chục tấn rác từ đại dương đã theo thủy triều trôi dạt vào khu vực bãi tắm thành phố Vũng Tàu, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Công ty dịch vụ môi trường và công ty đô thị Vũng Tàu đã huy động gần 200 cán bộ, công nhân viên tăng cường để dọn rác. Dự kiến Vũng Tàu phải mất nhiều ngày mới dọn dẹp hết lượng rác khổng lồ này. Đến sáng nay mùng 8 tháng 10, rác đại dương vẫn tiếp tục trôi vào bãi biển thành phố Vũng Tàu. Ủy ban nhân dân thành phố đã huy động hàng trăm nhân lực cũng như phương tiện để hỗ trợ công ty đô thị Vũng Tàu dọn dẹp. Hoạt động này sẽ diễn ra vào sáng mai ngày 9 tháng 10 với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên thanh niên nhằm trả lại bãi tắm sạch đẹp cho người dân.
Ô nhiễm không khí tại thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này trùng với cao điểm mùa dịch bệnh hàng năm khiến cho số lượng người mắc các bệnh về đường hô hấp tăng mạnh. Các bệnh viện tuyến trên có khoa hô hấp tai mũi họng tại thành phố luôn trong tình trạng quá tải. Những ngày qua, khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 có hơn 300 trẻ nằm điều trị. Còn Bệnh viện Nhi Đồng 2 trung bình mỗi ngày có khoảng 2.000 trường hợp nội trú và ngoại trú, trong đó có nhiều trường hợp nặng như suy hô hấp cấp, viêm phổi, viêm tiểu phế quản, hen suyễn, phải nhập viện điều trị tích cực. Còn với khoa hô hấp người lớn, ghi nhận tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, trong một buổi sáng đã có hàng trăm lượt bệnh khám nội trú và ngoại trú. Như với ông Trà Văn Trang, 60 tuổi ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, gần 2 tháng trở lại đây, các cơn ho kéo dài không dứt, khiến ông khó thở, nhức đầu. Thì gần đây thì ba em ho nhiều hơn và cũng có nên thời tiết nó cũng đang rất là ô nhiễm, cho nên là em cũng có dặn là ra ngoài cũng nên đeo khẩu trang, chứ không nên là chạy xe mà để không như vậy thì nó sẽ không tốt. Theo các bác sĩ, mùa bệnh hô hấp thường bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 10, nhưng năm nay nghiêm trọng hơn, bệnh nhân ở các khoa hô hấp tại các bệnh viện như tai mũi họng, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng một tháng này trở lại thì ra ngoài đường là cảm thấy cái lúc mà buổi sáng mình ra đường á, không khí nó giống như nó không có được trong lành giống như lúc trước. Theo các nghiên cứu, mỗi ngày chúng ta hít thở khoảng 10.000 lít không khí hoặc hơn tùy vào lứa tuổi và hoạt động thể lực. Do đó, nếu nồng độ bụi mịn trong không khí cao thì mức độ phơi nhiễm ngày càng lớn và tăng nguy cơ bị các vấn đề sức khỏe cấp tính và mãn tính. Thì cái tình trạng mà cái bụi mịn á, thì nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều. Thì các bụi mịn này đó thì có thể bám vào các niêm mạc của đường hô hấp. Thì nó sẽ gây ra kích ứng, làm tăng thêm những cái bệnh nền trước đó, ví dụ như là làm cho dễ dàng bị viêm mũi dị ứng nhiều hơn, nặng hơn. Cũng theo các bác sĩ, để phòng ngừa và giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí, cần chú ý sử dụng khẩu trang khi đi ra đường hoặc khi tiếp xúc trực tiếp với môi trường có nhiều khói bụi. Nên tải ứng dụng Eviro giúp theo dõi tình trạng ô nhiễm ở nơi đang sống. Hôm nào tình trạng ô nhiễm không khí cao nên hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những người có bệnh nền sẵn. Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án 489L, tối qua tại quốc lộ 8A thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe máy. Đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Ngọc Tân, sinh năm 1991, trú tại thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Tang vật thu giữ là 6 bánh heroin được giấu trong cốp xe máy do y điều khiển, một khẩu súng và 5 viên đạn, một xe máy. Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ khu vực biên giới vào nội địa để tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được các lực lượng phối hợp tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 4 tháng 10, cũng tại địa bàn huyện Hương Sơn, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh phá thành công chuyên án 487L, bắt 6 đối tượng người Lào vận chuyển 30 bánh heroin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên hồng phiến và 2 khẩu súng. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện hàng loạt bãi tập kết cát khổng lồ giữa trung tâm thành phố nhưng không có giấy phép theo quy định. Điều đáng nói là các bãi tập kết này đã hình thành một thời gian dài, tổ chức vận chuyển tập kết công khai, nhưng chỉ đến khi người dân phản ánh thì các cơ quan chức năng tại Quảng Ngãi mới vào cuộc xác minh làm rõ. Bãi tập kết vi phạm quy định nhiều nhất nằm ở phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi với diện tích lên đến 8.000 m2. Khối lượng cát đã tập kết khoảng 25.000 m3 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 179. Vị trí bãi tập kết nằm trên đường tránh quốc lộ 1A nhưng không có bất kỳ giấy phép, ảnh hưởng và xâm phạm đến hành lang an toàn giao thông đường bộ. Ngoài bãi tập kết này, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn hai bãi tập kết khác của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hợp Nghĩa và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải Hân Nga với khối lượng cát lên đến hàng ngàn mét khối cũng không có giấy phép tập kết. Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết việc tập kết tại các địa điểm trên đều chưa được cấp thẩm quyền cho phép, chưa có kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tuy nhiên, điều đáng nói là thay vì xử lý kiên quyết, các cơ quan chức năng của Quảng Ngãi lại đang kiến nghị phạt hành chính và hướng dẫn để các bãi tập kết này vẫn được tồn tại. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.